Các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Mời các bạn nghe tiếp Chương 23 Dễ bèo chân sóng Một hôm tôi đến chơi với Mạc Lân ở báo Tiền Phong Tất Vinh, Vũ Lê Mai, Phan Mai đang khúc khích cười nghe một anh lính sinh trai dáng điệu thư sinh mặc áo đại quân màu đất trên vai trần ba mươi sáu đường gian khổ ngang lưng thắt xanh tuy rông màu lá cây câu chuyện có liên quan đến người kể chuyện ông ấy choàng mình một trận nào là lập trường giai cấp mơ hồ làm quái gì có giai cấp mơ hồ chỉ có tư sản và vô sản thôi chứ thả ông ấy cứ bảo thằng mình là giai cấp tư sản cho nó rõ ràng Ông ấy phê mình là viết không đúng quan điểm văn nghệ của Đảng, chứ không phê bình mình viết có hay hoặc không hay. Những bài thơ các cậu khen hay thì ông ấy lại chê là viết sai quan điểm văn nghệ của Đảng. Chẳng lẽ Đảng chỉ cho phép làm những bài thơ dở hay sao? Ông ấy là thủ trưởng cơ quan mình, ông ấy vừa đá bóng vừa thôi coi, làm sao mình cãi lại được? Mình định tranh luận với ông ấy, dù cho đến trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, nhưng chỉ được vài hiệp ông ấy giờ cho treo miễn chiến bài bằng cách hạ lệnh cho mình phải viết bản kiểm điểm. Ông ấy là thủ trưởng, mình không thể không nghiêm trình chấp hành. Mình tức quá, biết bà ấy sáng nay đi chợ mua được cái chân giò. Mình cũng đi chợ mua một con mèo về. Nhằm lúc trong bếp không có ai, mình bí mật thả con mèo sang cho nó tha cái chân giò của thủ trưởng đi mất tang. Ai bảo ông ấy cậy thế thủ trưởng đánh mình về chính trị. Mình cũng cậy thế nhân dân, phát động chiến tranh du kích đánh ông ấy về kinh tế Nào ai thắng ai nào Lúc ấy Mạc Lân hất hàm về phía tôi Rồi nói câu gì với Phùng quá Anh ngừng câu chuyện Toài người ra bắt tay tôi Đã sắp cưới Lại còn phá đám Thì cưới làm sao được Tôi nắm chặt tay anh Rồi đọc luôn câu thơ của anh vừa in trên báo Đảng cần phải lập những đội quân trừ diệt có tôi đi trong hàng ngũ tiên phong phùng quán cười thế là anh em ta biết võ của nhau cả tôi chỉ ngạc nhiên về chuyện bàn thảo chuyện vừa phá đám của tôi vừa gửi cho nhà xuất bản thanh niên làm thế nào mà phùng quán biết được sau này tôi mới biết chính hôm ấy anh vừa sang nhà xuất bản thanh niên nộp bàn thảo chuyện vừa cuộc đời của đôi dép cao su một số nhà báo viết về nhà văn phùng quán thường tô đậm ba đặc điểm của thời long đong của ông. Uống rượu chịu, câu cá trộ và viết chui. Ba đặc điểm ấy đúng, nhưng chưa đủ. Ông là một nhà văn ca ngợi kháng chiến không mệt mỏi. Ai dám bảo vượt côn đảo và tuổi thơ dữ dội là những tác phẩm biểu tượng hai mặt, dương cờ hồng để chống lại cờ hồng. Phùng Quán sống theo một chủ thuyết người bolshevik không đảng bolshevik sompati ông là một nhà thơ nổ súng đánh tham nhũng sớm nhất trung ương đảng ơi lũ chuột mặt người chưa hết đảng cần phải lập những đội quân trừ diệt có tôi đi trong hàng ngũ tiên phong ông viết vượt côn đảo Miêu tả những chiến công đậm đà màu sắc huyền thoại Của những người cộng sản quyết tâm vượt cái địa ngục trần gian Đi tìm tự do Trở về với đồng đội Nhiều người đọc xong vượt côn đảo Cứ tưởng ông là đảo ủy Nên mới biết ngọn ngành từng chi tiết Trong cuộc vượt ngục gian nam và đầy nguy hiểm đó Hội Văn nghệ Việt Nam đã trao giải ba Giải thưởng 1954-1955 Cho vượt côn đảo Một số thủ trưởng cơ quan quen lối nghĩ Chỉ có những người cộng sản mới lập được kỳ tích trên đời này. Vẫn yên trí, phùng quán là một đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương bị giam ở nhà tù Côn Đảo, nên mới viết được về các chiến sĩ Côn Đảo thật đến thế. Một số vị đã mời nhà văn phùng quán đến cơ quan nói chuyện về Côn Đảo trong chương trình giáo dục truyền thống cho lớp trẻ. Có mấy ai biết đâu, anh trinh sát mới 25 tuổi nhận được giấy triệu tập của phòng văn nghệ quân đội khi ra đến đường số 1. Nhìn thấy dòng chữ trên cột chỉ đường hà nội một trăm sáu km đã nhầm tính nếu cứ lững thững mỗi ngày đi ba mươi km thì chỉ năm ngày rưỡi sẽ ra đến hà nội thế là máu giang hồ nổi lên phùng quán đeo chiếc ruột tượng gạo bày ngày ăn do hậu cần phát ngày đi dọc đường số một đêm xà vào nhà dân ngủ nhờ như những chuyến hành quân đường dài trên những nẻo đường kháng chiến trước kia chính tôi trong kháng chiến mỗi lần trước khi xem phim trên đồi Malakhov đều được nghe phùng quán lên độc tấu bài Năm anh hùng Sevastopol minh họa lại chiến công năm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong phim trong trận đánh bảo vệ đồi Malakhov mà hồi ấy cánh lính thường gọi nhầm là đồi Malenkov tức là tên tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tôi cứ tưởng cái ông hừng hực khí thế cách mạng này phải là đảng viên nên mới truyền tài được hùng khí của một bộ phim sản xuất tại thành trì cách mạng vô sản toàn thế giới năm chiến sĩ đã bị thương người bị mảnh đạn vào mắt người bị một mảnh đạn pháo vào chân người bị một mảnh đạn phá vào tay người bị một viên đạn phát xít bắn trúng bụng người bị thương ở đầu nhưng thấy đoàn xe tăng của phát xít đức âm âm tiến vào chiếm lĩnh trận địa năm anh em đã cài liệu đạn ngang gắt lưng miệng hát đấu tranh này là trận cuối cùng rồi lao vào diệt chiếc xe tăng con báo vừa đột nhập trận địa bài tấu năm anh hùng sevastopol được truyền khẩu từ trung đoàn này đến trung đoàn khác rồi theo chân bộ đội vượt trường sơn vào đến các đơn vị trong mặt trận phía nam sau khi nguyễn văn bé nổ mìn giành một lúc hai danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới và dũng sĩ diệt mỹ nhà văn Nguyễn Sáng ở Hội Văn nghệ Giải phóng đã tìm thấy năm anh hùng Sevastopol trong cuốn sổ tay của Nguyễn Văn Bé. Nguyễn Sáng đã viết đúng như thế trong cuốn truyện Người thật, việc thật của mình. Sách được in ra với số lượng lớn, một anh chàng khá tinh nhanh, vội đi bẩm báo với đấng bề trên. Tại sao lại để một chiến sĩ quân giải phóng lập được chiến công diệt xe cơ giới, diệt Mỹ, đọc thơ của một tên nhân văn giai phẩm cơ quan có trách nhiệm đang đau đầu tìm cách nào xử lý vụ nguyễn văn bé sao cho êm thấm mà vẫn xóa được cái tên nhân văn giai phẩm trong cuốn sách thì đùng một cái đài phát thanh sài gòn mở chuyên mục tôi nguyễn văn bé vẫn còn sống đây các truyền đơn dài trong chiến trường địch đã in tấm ảnh nguyễn văn bé đang đọc tờ báo của miền bắc đưa tin liệt sĩ nguyễn văn bé đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng miền nam Thế là chủ trương thu hồi cuốn sách không thực hiện được. Người đọc đâu có hiểu, ta thu hồi cuốn sách chỉ vì liệt sĩ Nguyễn Văn Bé. Trước khi anh Dũng hy sinh, đã được một tên nhân văn giai phẩm lên dây cót tinh thần. Chứ không phải là vì Nguyễn Văn Bé, không chết, đã đầu hàng giặc. Rồi bao nhiêu sự kiện dồn dập đến làm người đọc quên dần cái vụ Nguyễn Văn Bé kia đi. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giang Sơn đã thu về một mối. Nhà siêu tầm văn học dân gian kia đã kỳ công vượt biển ra tận côn đảo siêu tầm. Những vần thơ quyết danh đã cổ vũ tinh thần đấu tranh bất khuất của những người cộng sản trong cái địa ngục trần gian. Về đến Hà Nội, ông công bố công trình khoa học của ông. Đọc báo, thấy một số câu thơ của mình bỗng dưng bị xếp vào loại khuyết danh. Phùng quán bèn về nhà, lục trong kho lưu trữ của mình, lấy tờ tiền phong có in trường ca tiếng hát trên địa ngục côn đảo, đem dán ngay trên bức tường áp sát bàn làm việc của mình ở vụ văn hóa quần chúng. Ông siêu tầm cố chứng minh chính những vần thơ của những người cộng sản ở côn đảo đã giáo dục tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ côn đảo. Còn anh em ở cơ quan lại bò ra cười vì một trong những đảng viên cộng sản ấy lại là anh nhân văn giai phẩm phùng quán. Những vần thơ cổ vũ phong trào đấu tranh ở côn đảo chính là những câu thơ Phùng Quán viết ca ngợi tinh thần đấu tranh kiên cường của anh hùng Võ Thị Sáu. Bài thơ Lời mẹ dặn của Phùng Quán, 43 năm trời bị xếp vào loại thơ chống đảng. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Về sau này, bạn bè thường nói vui với Phùng Quán, lời mẹ dặn chính là tinh thần đổi mới tư duy do Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đề ra. Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Gần đây, anh chị em văn nghệ quân đội đã chọn lời mẹ dặn vào tuyển tập của những nhà thơ mặc áo lính. Và đến năm 2000, lời mẹ dặn lại xuất hiện trong tổng tập văn nghệ quân đội. Cơ quan có trách nhiệm xếp nhà thơ Phùng Quán vào loại phân tờ chống đảng. Còn chúng tôi đọc những tác phẩm thời kỳ đầu của Phùng Quán đều xếp anh vào loại nhạc công thổi kèn đồng của cách mạng. Lúc nào Phùng Quán cũng sợ mọi người nghi mình là chống đảng, mà không hiểu cho ông là người Bolshevik không đảng này, vẫn coi đảng là của mình. Năm 12 tuổi bỏ nhà đi theo cách mạng, Phùng Quán vẫn coi chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng của mình. Năm 1958, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật Trần Dân, Lê Đạt, Hoàng Cầm nhận án bị khai trừ 3 năm Phùng Quán bị khai trừ một năm. Nhưng cái án ấy của cả bốn ông nhân văn bị kéo dài tới 30 năm. Kèm theo cái án suýt nữa thành vô thời hạn. Một cái lệnh mồm không in tác phẩm của nhóm nhân văn giai phẩm. Nhưng đến năm 1987, nhà văn Phùng Quán đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Người Bolshevik không đảng này vẫn chỉ là nhà văn không hội. Đọc tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội, và xem phim tuổi thơ dữ dội đến đoạn em bé liên lạc bị thương khi gần chết em chỉ nói với chính trị viên lời cuối chú đừng nghi cháu là việt gian nữa nhé hỡi ôi nỗi đau trọn đời của phùng quán gói gọn trong câu nói của một em bé sắp từ giã cõi đời đã nói thay người viết tôi vẫn là người bôn xê không đảng nỗi mặc cảm ấy gần như đeo đuổi suốt cuộc đời của ông nên trong một đêm thơ tổ chức ở cung văn hóa hữu nghị việt xô thay bài diễn văn khai mạc phùng quán lên diễn đàn đọc mỗi người bốn câu thơ của hoàng cầm lê đạt trần dần phùng quán như lời chứng minh tấm lòng yêu đảng của mình tiếng vỗ tay lẹt đẹt kết thúc đêm thơ tôi bảo phùng quán người ta phục các bài thơ khác của các ông cơ Chứ những bài thơ yếu đàng của các ông Làm sao vượt được thơ ca ngợi đàng của Tố Hữu Bảo Định Giang, Chế Lan Viên được Tôi biết Phùng Quán từ khi hai anh em cùng sinh hoạt ở Hội Nhà Văn Việt Nam Lúc ấy Phùng Quán thường mặc bộ đại quân màu rêu Trên vai trần 36 đường gian khổ Chân đi dày vải Ngang lưng thắt một thắt lưng vải bạt Trung Quốc Trong khi Nguyễn Khải đã mặc áo bốn túi Chân trì mò vẹt rồi Về sau này, Phùng Quán thường mặc bộ quần áo tràm, cài hàng cúc, tết bằng dây vải, chân đi quốc mộc. Vào liên hoan phim quốc gia ở Nha Trang, ông vẫn diện bộ quần áo tràm đi quốc mộc và bộ râu như thế. Vào đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi quay ra Huế, trình làng bộ phim tuổi thơ dữ dội, viết về quê hương. Phùng Quán vẫn là một ông già 57 tuổi để râu ba tròm, mặc bộ đồ tràm và đi quốc mộc. Tôi không thích cách ăn mặc khác người như thế. Nhưng sau này, gặp những người Thái Bình lên Hà Nội đâm đơn lên Trung ương Đảng, Quốc hội, ông nào cũng bộ dâu nhớ lấy thù này. Tôi mới hiểu những điều phùng quán chưa nói, những trang phùng quán chưa viết, về lũ chuột mặt người chưa hết. Tôi chưa bao giờ nghe phùng quán phàn nàn, kêu ca, rên gì. Mỗi lần gặp, tôi chỉ nghe anh kể về những dự định sáng tác của mình. Bao nhiêu tài họa đã giáng xuống đầu nhà văn phùng quán Đều chuội đi Không pha loãng nổi những suy ngẫm về những trang viết Cứ cuồn cuộn dâng lên trong đầu Tuy có lệnh không in tác phẩm của phùng quán Nhưng đã có ai giật cây bút máu ra khỏi tay anh Không cho phùng quán xuất hiện trên các trang báo Anh vẫn viết dưới bút danh Thủy Dương Tức là tuyên của quê hương anh Và những năm 1980 Một bút danh bán công khai lại xuất hiện trên các trang báo Phùng Quân tức là anh chàng họ phùng nếu đánh máy không giấu thì đúng là phung quán rồi ngày đêm ông vẫn đắm sai với từng dòng chữ trên trang viết ông tin rằng bằng nhiều con đường những trang viết tâm huyết này sẽ đến tận tay bạn đọc nhịp tim của ông sẽ phát tín hiệu theo một tần số chuẩn với nhịp tim của người đọc và ông cũng tin rằng ngày hôm nay không bao giờ kéo dài đến ngày mai nữa những cuốn sách có gáy ca ngợi những chuyện nhảm nhí sẽ bị người đọc ruồng bỏ và một số người viết nốt sống ăn tươi cho ra đời những trang viết năm sau lại chửi bố những trang viết năm trước sẽ được người đọc đón nhận bằng cái nhìn khinh bỉ ông vẫn đắm say với từng dòng chữ trên trang viết mặc dù sách của ông đã bị rút ra khỏi các giá trong thư viện phùng quán không cao đạo đến mức viết cho những người mai sau đọc ông viết thẳng cho những người cùng thời người Bolshevik không đảng này vẫn tâm sự với người đời về những vẻ đẹp khác nhau của cuộc đời chiến binh trong những ngày máu lửa. Ông xử sự như một người cầm quân, nhìn thấy một binh đoàn bị đánh chặn ở hàng rào ngoài cùng. Vẫn tỉnh táo, điều tiếp một binh đoàn trong lực lượng dự bị chiến lược tiến đánh theo hướng khác, bất chấp thành cao hào sâu, hàng rào lông nhím dương tua tủa. Ông tin, những con chữ đã trung thành theo ông, không bao giờ phản bội ông, không hề thay màu đổi sắc theo mỗi kỳ đại hội. Tiến quân trong lớp sương mù dày đặc, phùng quán vẫn theo dõi chiếc kim dạ quang trên sa bàn để đôi chân bước qua đá tai mèo không trạch hướng. Biết trước cuộc đời người bôn không đàng này phải gánh chịu nhiều quà nạn mới lên được cõi niết bàn Trời đã ban sẵn cho ông một khiếu kể chuyện cuốn hút người nghe. Tôi đã nhiều lần bị nghe miệng anh nói, mắt anh nói, tay anh nói, nói thật chính xác ra là toàn thân anh nói không tài nào chờ một cái xuống dòng để kết thúc câu chuyện tôi cứ phải hứng thú ngồi nghe từ đầu đến cuối số phận những nhân vật của anh đang nằm trong doanh trại chờ ngày xuất kích đọc những bài viết trên các trang báo đọc những trang viết trên tiểu thuyết của anh tôi không ngỡ ngàng khi gặp mặt người thân xa nhau lâu lắm bây giờ mới gặp mặt tôi biết mình đang ngồi trước một người đồng cảnh không bao giờ lùi bước trước số phận nghiệt ngã Biết bật dậy ngay trên mảnh đất mình bị đánh ngã gục bằng những đòn bẩn tẩm thuốc độc. Những người mạo danh đảng đã vùi dập ông cứ tưởng rằng phùng quán sẽ chết khô trong cảnh héo hon sầu não. Có biết đâu, ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam chỉ tước đi cái hư danh hội viên hội nhà văn Việt Nam, chứ không tước nổi cái chính danh nhà văn của ông. Họ đánh ông ngã gục, nhưng tay ông vẫn nắm chặt cây bút máu, và cứ thế, đầu đội trời chân đạp đất phùng quán đi trên đường gió bụi. Ông ở đâu là đám thanh niên kéo đến đấy nghe chuyện. Ông không giao giảng kinh bồn cóc gặm, rán nhấm. Ông tâm sự với lớp trẻ về chuyện đời. Nhà ông ở trong khu tập thể trường trung học phổ thông Chu Văn An, theo tiêu chuẩn phân phối của cô giáo viên Trâm, vợ anh. Gần nhà xa ngõ, tuy đứng ở hãng phim truyện Việt Nam là nhìn thấy mái nhà anh, nhưng khi đi tôi phải đi vòng qua con đường ven hồ, Nghe tên phùng quán vừa dựng xong ngôi nhà sàn bằng khối lượng gỗ, vừa gỡ ở nhà cụ thông gia làm việc ở hãng phim truyện Việt Nam xong, tôi chạy sang mừng tân gia của anh. Từ năm 1958 đến nay, chúng tôi chào nhau bằng chính câu của những người tính đảng, cao tới 101%. Phùng quán vừa cười vừa trò vào ngực tôi, nhắc đúng lời Nguyễn Khải. Thôi đi, đô già dối. Tôi cũng trò tay vào ngực anh, chính các câu báo đã phê phán anh. Tên xung kích của bè lũ chống đảng. Khi người ta đã giễu cợt những lời sắt, ý đất xét. Ấy tức là người ta đã khinh bỉ những kẻ nói nhàn đến tột độ rồi. Hai chúng tôi cả cười. Anh giơ tay về phía trước cầu thang thiết kế. Đục, đẽo, ghép theo kiểu cầu thang nhà sàn mường. Phùng quán thật khéo tay. Với khối lượng gỗ quý đó, anh dựng lên ngôi nhà sàn trên nóc nhà quan thợ thường đắp lưỡng long trầu nguyệt còn trên nóc nhà sàn này phùng quán đặt một cái chai hôm mừng tân ra bạn bè sách rượu đến rồi sắm tay áo đề thơ dán kín xung quanh nhà phùng quán trò tay về phía mấy tờ giấy hồng điều bị gió đánh giạt vào góc nhà cả bốn bức tường thơ này sẽ bị gió biên tập dần dần bài thơ nào chống cự được với gió thì tồn tại mình không can thiệp thực ra gió có nhỡ đánh bay một vài bài thơ thì ngay hôm sau ông bạn khác đến chơi lại dán thơ của mình vào té ra ngôi nhà sàn của ông ké áo chàm với bộ dâu ba tròm chỉ nghèo về mớp trang trí nội thất nhưng lại rất giàu về thơ vốn là người có hoa tay phùng quán tự đóng một cái bàn viết kê quay mặt ra hồ tây anh đi nhặt các loại vò tivi cũ về tháo ra rồi đóng lại thành những chiếc ghế xinh xinh gión rén hạ mình xuống chiếc ghế mảnh mai đó tôi phải ngồi theo thế cụ đề thám người hơi chúi về phía trước đầu gối vuông góc 90 độ hai bàn chân sẵn sàng làm trụ cho nửa người trên không cần lấy đà cũng có thể đứng bật dậy phòng khí bất chắc thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chụp đèn tự tạo quay ngang về phía hồ tây chứ không chụp thẳng lên đèn cản ánh sáng đập vào mắt người ngồi viết Phung quán vừa cười, vừa trò tay về phía hồ. Cái chụp đèn này thiết kế theo yêu cầu của các ông bạn đồng nghiệp của mình đấy. Đêm đầu, mình gò chiếc chụp đèn đặt trên phía ngọn đèn điện. Sáng hôm sau, một đại biểu của hội đánh cá trộn đến đề nghị mình đừng để ánh sáng hắt ra hồ. Anh em khó làm ăn. Mình chấp hành ngay và thiết kế loại chụp đèn quay lưng che phía hồ Phung quán có một thời câu cá trộm ở hồ Tây, nên anh hiểu một mảnh ánh sáng chiếu ra hồ thì dân câu cá đứt bữa như chơi. Nếu anh giàu, anh sẽ mua cả cái hồ Tây này, bỏ tiền thả cá giống cho các hội câu trộm đến, vui chơi có thưởng mất thôi.